Dạ vâng, em Hòa xin kính chào quý anh chị cùng với nhà đầu tư nhé. Và hôm nay em Hòa tiếp tục mang đến cho quý anh chị chúng ta được một sản phẩm, một lô đất có sẵn nhà và mặt tiền đường kinh doanh quý anh chị nhé. Có sẵn nhà đây, một căn nhà cấp 4 và 1-2 kiosk quý anh chị nhé. Lô đất của chúng ta là có địa chỉ tại huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Đây là mặt tiền đường tỉnh lộ 663 quý anh chị nhé. Mặt tiền đường tỉnh lộ 663 và về đến trung tâm của huyện Chư Bờ Rông rất là gần quý anh chị nhé. Về đến trung tâm của huyện Chư Bờ Rông nó chỉ mất khoảng 2 cây thôi quý anh chị nhé. Chúng ta đi theo hướng này. Đây là mặt tiền đường tỉnh lộ quý anh chị nhé. Mặt tiền đường tỉnh lộ 663. Và lô đất của chúng ta là rất chi là gần trường học đây quý anh chị nhé. Chỉ ở khoảng 20 bước chân là quý anh chị chúng ta ra đến trường học ngoài này rồi. Và ra đến ủy ban là chụp khoảng 800m thôi. Và ra đến quốc lộ 14A ngã ba Phú Mỹ đây quý anh chị là 13 cây quý anh chị nhé. 13 cây và về đến trung tâm thành phố Pleiku thì nó rơi vào khoảng 35 cây quý anh chị nhé. 35 cây khu vực dân cư ở rất là đông hai bên đường như thế này quý anh chị này. Đó, ở đây thì cũng buôn bán tạp hóa này, quán ăn đầy đủ mọi tiện ích quý anh chị nhé. Đặc biệt là rất chi là gần trường học để quý anh chị có thể chúng ta buôn bán ở đây. Đây, bên cạnh lô đất của chúng ta thì cũng buôn bán này. Và mặt tiền đường là 16m quý anh chị nhé. Mặt tiền đường, đây là mặt đường tỉnh lộ 663 là 16m và sâu là 32m và 180m² thổ cư quý anh chị nhé. Hiện tại thì bây giờ cái căn nhà này gia chủ mua thời điểm đất sốt là 1,5 tỷ. Bây giờ là bán là hạ giá, chịu lỗ luôn quý anh chị nhé, chịu lỗ. Bây giờ hạ thêm 350 triệu nữa quý anh chị nhé. 350 triệu là bây giờ quý anh chị chỉ bỏ ra 1,150 tỷ là quý anh chị sở hữu được một căn nhà và hai kiosk đang cho thuê như thế này quý anh chị nhé. 16m mặt tiền đường. Thì bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta theo chân em Hòa để em vào sẽ quay chi tiết cụ thể hơn cái sản phẩm lô đất ngày hôm nay nhé. Đây là bắt đầu giờ tan tầm rồi quý anh chị này, bắt đầu bây giờ là khoảng 4 giờ chiều, người dân cũng như là học sinh chuẩn bị đi vào. Thì nữa thì mặt đường này rất là đông quý anh chị nhé. Đây chúng ta có một căn nhà cấp 4 này quý anh chị này và hai kiosk đang cho thuê với giá cho thuê hiện tại là 1,3 triệu quý anh chị nhé. 1,3 triệu là hết luôn quý anh chị nhé. Nhà này là 500.000 một tháng này, nhà này là 800 này, nhà cấp 4 này 800 này, là hai căn là hai người đang thuê rồi quý anh chị. Đấy, chúng ta sẽ có hai cái kiosk như thế này nhé, hai kiosk. Đây là có nhà cấp 4. Đây là mặt trước quý anh chị nha. Mặt trước thì có cổng rào kiên cố này quý anh chị này. Đây cũng có mái hiên này. Em sẽ quay căn nhà cấp 4 trước nhé. Và bán thì gia chủ sẽ tặng lại cho quý anh chị là 5 bàn bia như thế này. 5 bàn bia quý anh chị nhé. Có bồn nước năng lượng đầy đủ quý anh chị nhé. Có giếng, có điện đầy đủ hết. Đây là không gian phòng khách này quý anh chị này. Một căn nhà cấp 4 nhé. Một căn nhà cấp 4. Nhà này là quay hướng nam quý anh chị nhé. Quay hướng nam. Đây là vị trí phòng khách này, có đây là trần thạch cao đầy đủ này, có ốp chân tường, một căn nhà cũng rất là kiên cố anh chị nhé. Có hai phòng ngủ, bếp núc, vệ sinh đầy đủ, sẽ có hai phòng ngủ anh chị nhé. Đây hai phòng ngủ đây, cửa là hoàn toàn bằng cửa inox quý anh chị. Đây là không gian sinh hoạt chung này quý anh chị này, dân sinh hoạt chung này. Đây là trần nhựa này. Đây là một phòng bếp rất là rộng quý anh chị nhé. Đó, một phòng bếp rất là rộng như thế này. Đây có nhà tắm này, nhà tắm và nhà vệ sinh quý anh chị nhé. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhà tắm rất là rộng quý anh chị và nhà vệ sinh nhé. Với tổng diện tích căn nhà này thì nó rơi vào khoảng 120m² quý anh chị nhé. Gồm có hai phòng ngủ, phòng bếp, phòng sinh hoạt chung. Đó. Đầy đủ mọi công năng để quý anh chị chúng ta mua về chúng ta sử dụng luôn nhé. Và đây có cửa bên hông này. Đây sẽ thông ra không gian bên này. Để kê bàn bia đây quý anh chị nhé. Gia chủ sẽ tặng lại 5 bàn bia như thế này cho quý anh chị này. 5 bàn nhé. Đó. Ở đây thì vẫn có, nói chung là cái người thuê ở đây người ta cũng không có đầu tư mạnh vào, người ta chỉ thuê để ở thôi quý chị nhé, không có đầu tư mạnh để buôn bán quý chị, nên là để nó như thế này. Đó.
quý anh chị chúng ta mua về chúng ta có vốn thì chúng ta đầu tư thêm một chút là chúng ta đã có một cái mặt bằng kinh doanh rồi. Đó, đây thì có giếng này, đây sẽ có hai cái kế ốt này. Và đây là hai cái kế ốt quý anh chị nha, hai kế ốt này. Đấy, quý anh chị có thể ngăn ra chúng ta kinh doanh. Đó. Đây là gia chủ tặng lại một cái kệ sắt này, ngày trước cũng buôn bán tạp hóa ở đây này. Đó. Ở đây là cũng có một cái ký ốt nữa này. Đó, là hai căn ký ốt và một căn nhà cấp 4 nhé. Đấy, quý anh chị chúng ta mua về chúng ta có thể cho thuê lại để nguyên như này là quý anh chị có cái nguồn tiền sẵn rồi quý anh chị nhé. Đây, bên này của chúng ta còn đất nữa quý anh chị này. Đây bên này còn đất nữa quý anh chị nhé. Đó, bên này còn đất nữa này, ngang là 16, đầu và cuối cũng là 16 hết quý anh chị nhé, vuông vức luôn. Đây cũng có cái chỗ đi vệ sinh cho khách hàng này. Đó, cũng có vệ sinh đầy đủ hết. Dành của chúng ta là tường là xây xung quanh rồi quý anh chị nhé, tường xây xung quanh rồi. Thì em thấy thì mặt bằng này rất chi là phù hợp để quý anh chị chúng ta mua về chúng ta ở đây định cư kinh doanh buôn bán quý anh chị nhé. Đặc biệt là con cái đi học thì rất chi là thuận tiện, đường xá thì thuận như thế này. Đó, đường là nằm trên một đoạn đường thẳng như thế này luôn quý anh chị nhé, là kinh doanh buôn bán khá là đông như thế này. Đó, quý anh chị chúng ta mua về thì chúng ta có thể làm buôn bán tạp hóa này, quán nước, quán ăn sáng này, quán nhậu này đấy, hoặc là sửa điện cơ. Đó, sửa điện cơ ở đây cũng rất là phát triển quý anh chị nhé. Ở đây là vùng trồng tiêu, trồng gà, vùng nông nghiệp rồi. Đấy, quý anh chị có tay nghề chúng ta mở điện cơ ở đây, buôn bán máy móc, kinh doanh ở đây thì rất là thuận tiện quý anh chị nhé. Căn nhà này thì chúng ta có thể ở này, bên này thì quý anh chị có thể kinh doanh được này. Đó, một mặt tiền cũng khá là dài quý anh chị nhé. Mua về là chỉ cần quét dọn lại, sơn sửa lại, treo cái biển lên là quý anh chị kinh doanh được luôn. Thì em Hòa xin nhắc lại với bề ngang là 16m, đường tỉnh lộ 663 nhé quý anh chị nhé. Sâu là 32, 180m² thổ cư. Đó, và bây giờ gia chủ đang rất cần tiền và muốn bán với mức giá là 1.150.000.000 bao mọi chi phí cho quý anh chị chúng ta. Giá này thì gia chủ đã cắt lỗ rồi quý anh chị nhé. Ngày trước là mua 1.5 tỷ, bây giờ là hạ xuống là còn 1.150.000.000 thôi, là lỗ 350.000.000 rồi quý anh chị nhé. Thì quý anh chị nào chúng ta quan tâm thì liên hệ em Hòa với số điện thoại em đã ghim trên màn hình nhé. Và cái bạn Zalo em sẽ gửi đầy đủ thông tin cũng như là dẫn quý anh chị đến tận nơi xem thực tế cái sản phẩm lô đất này. Em Hòa cũng xin kết thúc video tại đây. Quý anh chị đang xem kênh, đừng quên cho em Hòa xin một nút like cũng như là một đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta nhận về video sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất chúng em nhé. Em Hòa xin chân thành cảm ơn quý anh chị.